4 tầng. Thì cái lóc bên kia và cái lóc bên này là tổng diện tích sàn là 80.000 m2. Thì khách hàng có thể thuê một sàn là 10.000 m2 hay 20.000 m2 hoặc là 2.000, 4.000, 6.000. Nói chung là tùy theo diện tích nhu cầu của khách hàng mà mình phân ra, mình chia ra. Đó. Thì ở đây là có một cái, đây là một cái bước cột đó là 12 m nè. Thì tính đi, 12 m. Qua bên kia là 24 m. Cắt ra mỗi xưởng. Mỗi xưởng thì tầm 4 ngàn. Còn ở trên thì mình có thể thuê nhỏ nè, cái tầng 3 mình có thể thuê 600-700 1.000 m2. Cái tầng 3, tầng trên cùng á, thì mình thuê được diện tích nhỏ. Còn cái tầng trệt á, thì mình chỉ thuê từ 3.000 tới 4.000 cho trở lên. Giá? Giá ở đây thì tùy theo cái tầng nào, ví dụ như tầng trệt thì giá khác. Tầng 2, tầng 3, tại vì tầng trệt đó là cái tải trọng sàn của mình là tới 2 tấn, còn ở trên thì nó có 500 thôi. Nói chung cái giá ở trên thì nó khác. Đường rất lớn. Đường này á, thật ra là chủ đầu tư á, để chừa những khoảng này để người ta lưu công á. Những cái lúc mà container chờ để đi ra cảng á, thì họ sẽ đậu ở những cái chỗ này. Ở đây thì mình cũng có cái chỗ này đấy. Khu công nghiệp mình container đang chạy. Container đang chạy. Bên kia cũng là của mình luôn. À, bên kia không phải của mình. Bên kia là của đơn vị đó. Bên mình đây là những cái màu á, thì là những cái màu ở đây phối rất là đẹp. Nó là màu cam, màu xám, màu xanh là cái màu chủ đạo, tương tư màu xanh.